Kính thưa quý vị, quý thầy, quý ân nhân, quý vị khách quý, quý chức, mẹ, đại gia đình, linh tông huyết tộc và toàn thể cộng đoàn giáo xứ thân yêu này. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, lạy Chúa, từ trong thân phận thấp hèn bất xứng, Chúa đã yêu thương cho con được làm người, làm con Chúa, lại chọn con làm linh mục của Chúa. Vì yêu thương, Chúa sai con đến với đoàn chiến này. Với biết bao yêu ơn Chúa ban, giúp con chăm sóc và yêu thương đoàn chiên của Chúa. Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, xin hãy thánh hóa và dùng con như khí cụ tình yêu của Chúa. Những gì đã đi qua cuộc đời và sứ vụ mục tử của con trong 9 năm 1 tháng 2 ngày, tại thời điểm con sẽ đi về xứ mới, ngày tại giáo xứ núi đỏ, chúng con là sự kết tinh kỳ diệu của muôn vàn ân phúc, hoa của đất, ân lộc của trời, nghĩa tình cao vời của biết bao lòng người. Để hôm nay con nghẹn ngào mà thưa lên con tri ân mẹ giáo hội qua tình yêu thương của các vị chủ chăn giáo phận, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức cha cố Giuse Đinh Đức Đạo, Đức cha chánh Gioan Đỗ Văn Ngân, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh và quý đứng bậc đã yêu thương và tín nhiệm giao cho con trọng trách là mục tử nơi đoàn chiên giáo xứ núi đỏ này. Với bao yêu thương, quý Đức cha luôn quan tâm, hướng dẫn, cầu nguyện và giúp đỡ con để hoàn thành sứ vụ mục tử của mình tại nơi đây. Con tri ân cha Đa Minh Ngô Công Sứ, nguyên quản hạt Xuân Lộc, cha Giuse Phạm Xuân Lâm, nguyên quản hạt Long Khánh, cha quản hạt đương nhiệm Giuse Đinh Văn Huấn đã luôn quan tâm, yêu thương và giúp đỡ con hoàn thành sứ vụ của mình. Con luôn khắc ghi và tri ân quý cha cố Giuse, cha cố Micae, các bậc tổ tiên và quý cha tiền nhiệm của con đã đặt nền móng vững chắc cũng như dõi theo cầu nguyện cho con, cho giáo xứ chúng ta. Để con tiếp nối và phát triển cách tốt đẹp nơi đoàn chiên thân yêu này, con tri ân quý cha, quý dì, quý thầy, đặc biệt hôm nay có quý thầy đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc cũng chia sẻ tâm tình với con. Quý cha, quý thầy, quý dì quê hương với tấm chân tình đã luôn trân trọng, sẻ chia, yêu thương và cầu nguyện cho con. Con tri ân quý dì qua các thời kỳ đã và đang phục vụ tại giáo xứ núi đỏ. Sự hy sinh cộng tác bằng cả tâm tình lắng nghe và nhiệt thành hy sinh mãi con khắc ghi. Con tri ân các luật sư là thầy, là đồng nghiệp, thầy cô và các anh chị bạn bè xa gần với tất cả tấm chân tình yêu quý và giúp đỡ dành cho con trong suốt thời gian con phục vụ tại giáo xứ này. Đặc biệt hôm nay cũng chia sẻ với con trong bầu không khí thánh thiện và đầy xúc động này, tôi xin trân trọng khắc ghi và tri ân quý chính quyền các cấp khu phố Núi Đỏ, phường Bầu Sen, thành phố Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai, Nông trường Cao Su Ân Lộc, Trường Mầm Non Hoa Sen, Trường Tiểu học Bầu Sen, quý thầy trụ trì và gia đình Phật tử chùa Hồng Sơn. Một điều mà con luôn ưu tư và xúc động khi nhắc đến đó chính là quý ân nhân. Có thể nói từng bước đi, từng trăn trở và bao ưu tư của con, của giáo xứ con, quý vị luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và mở lòng giúp đỡ sẻ chia. Ân tình cao vời này, chúng con mãi khắc ghi và tri ân, ước mong sự yêu thương và sẻ chia này không dừng lại nơi đây mà còn nữa, nơi con và giáo xứ núi đỏ của con đây. Con xin cảm ơn mẹ và các em, các anh chị và các chú cậu mợ chú dì, đại gia đình linh tông huyết tộc. Suốt thời gian con phục vụ tại giáo xứ này, đại gia đình cũng để lại cho con những dấu ấn qua sự thăm hỏi, động viên, khích lệ, cầu nguyện và giúp đỡ cho con và giáo xứ con. Đặc biệt hôm nay trong ngày hồng ân và xúc động này, có mẹ, các anh chị em và đại gia đình cũng hiện diện bên con để cùng con tạ ơn và cầu nguyện cho con. Con xin mãi tri ân. Con xin tri ân ông bà cố và quý anh chị em thuộc dịch vụ nấu ăn Minh Tân đã giúp con khâu ẩm thực trong ngày đặc biệt này. Cùng cảm ơn mọi người cộng tác giúp con âm thầm để tổ chức thánh lễ hôm nay thật trang trọng, sốt sắng và chu đáo. Em xin cảm ơn các anh chị là ân nhân của gia đình ông bà Phép ở bên Mỹ. Nghe tin em đi, các anh chị cũng đã về sớm hơn dự định để hiện diện với em, chia sẻ với em. Em xin khắc ghi các anh chị và đại gia đình, những người có mặt hay không có mặt trong dịp đặc biệt này. Xin trân trọng cảm ơn dịch vụ video Nguyễn Thương, âm thanh Minh Hải, Even. Cảm ơn các những người cộng tác để phục vụ cho thánh lễ hôm nay, những người âm thầm ở bên ngoài thánh đường cũng đang giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Con xin cảm ơn mọi người vì gắn kết gia đình giáo xứ này, vì yêu thương con. Hôm nay tuy không hiện diện với con đây, nhưng cũng hiện diện qua tâm tình hiệp thông và lời cầu nguyện. Kính thưa quý cộng đoàn, một con én chẳng làm nên mùa xuân, một mình con càng không thể nhấc bổng giáo xứ này lên một vẻ đẹp, một tầm cao mới của giá trị cốt lõi. Con nhớ mãi ngày con về với gia đình giáo xứ này 23 tháng 9 2015. Khi ấy con như một cậu sinh viên vừa đi thực tập xong, ngây ngô, hạn chế và cũng không thiếu bồng bột từ trong bản chất vốn có của một người trẻ. Làm phó chỉ vỏn vẹn 3 năm 2 ngày, được quý đức cha trao cho con trọng trách làm mục tử giáo xứ này. Dẫu con vâng lời, nhưng lòng con nặng trĩu với bao ưu tư và khó khăn phía trước. Một giáo xứ có bề dày lịch sử và bề dày truyền thống tốt đẹp. Một giáo xứ có đầy tiềm năng, cần một mục tử để kết nối, để phát triển. Làm sao đây?
một thách đố quá lớn cho con ngày đầu đời thi hành sứ vụ mục tử. Nhưng sau ngần ấy năm, con cảm nhận rằng con đã đúng khi con vâng lời bề trên. Con đã đúng khi con đặt hết niềm tin và con tim vào nơi cộng đoàn này. Hôm nay, sau 9 năm nhìn lại với biết bao nhiêu đổi thay, vẫn da ấy, thịt ấy của những ngày năm xưa, nhưng con tim và tâm hồn thì đã chan chứa một niềm vui của ấm áp tình Chúa, tình người, của những tâm hồn thánh thiện, của bao tâm hồn được chữa lành, của bao cõi lòng quảng đại và hiến dâng. Đó là định hướng mà chúng ta xây dựng cho giáo xứ và quyết tâm trong suốt chặng đường đã đi qua. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hớn hở trong Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Cảm ơn. Gia đình thân yêu này, đã đón nhận con chính thức trở thành thành viên sống động trong gia đình, trong tâm tình như một người con, người anh, người em, bạn bè. Và là một mục tử của anh chị em, trong vai trò thay mặt Chúa Kitô mục tử tối cao, con rất trân trọng, khắc ghi và yêu thương quý chức. Qua các nhiệm kỳ đã không nề hà vất vả bất cứ chuyện gì và khó khăn nào, đã cùng con đương đầu và chống chọi trước muôn vàn bão tố. Chính là những cánh tay nối dài đắc lực, quý vị đã giúp con giải gỡ được muôn khó khăn trăn trở của con và bao khát vọng, khát khao của đoàn chiên này. Con tri ân mọi người đã luôn chân thành và yêu thương con, từ việc lớn đến việc nhỏ, việc khó đến việc dễ lúc nào. Mọi người cũng cận kề bên con, luôn có mặt trong mọi nơi, mọi lúc. Mỗi bước con đi đều không lẻ loi, mỗi việc con làm đều không cô độc một mình. Mỗi hoa trái chúng ta đạt được đều tỏa ngát hương thơm ngọt ngào của tất cả mọi người. Con tri ân những cụ già đau bệnh, những người đau khổ, những người bạn trẻ với những ý chí, những nghị lực sẵn sàng bứt phá trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời để vươn lên những giá trị đầy tính nhân văn và đã là luôn động lực cho con bước tới phục vụ. Cảm ơn những em thiếu nhi thật đơn sơ, gần gũi và thánh thiện làm sao. Con tri ân những thành viên gia đình giáo xứ Núi Đỏ đang ở hải ngoại hay đi làm, đi học xa, yêu thương, luôn yêu thương và giúp đỡ con, giáo xứ con trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Con tri ân quý thường vụ ban hành giáo, ban điều hành các giáo họ Francisco, Đa Minh, Giuse, Ferro, các giới cao niên, gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, giáo lý viên, ông bà quản, thiếu nhi, các hội đoàn tận hiến Legio, lòng Chúa thương xót, Khôi Bình chăm sóc bệnh nhân, Tẩm Liệm, Tobia và lễ sinh và những đoàn thể nhỏ khác. Các ca đoàn, sứ, hiền mẫu, gia trưởng, thánh gia và thiếu nhi.
Một lần con xin được nhắc tên với trọn cả tâm tình tri ân và yêu thương. Bởi từ hôm ấy, bởi từ ngày ấy, hôm nay và mãi mãi, hai tiếng núi đỏ thân thương đã trở thành một phần của cuộc đời con, luôn trong trái tim con. Hơn 9 năm con sống giữa cộng đoàn, biết bao yêu thương, nhưng còn đâu đó ít người không thuận, chưa thích, âu cũng là cuộc đời, là phận người. Nhưng con luôn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ nơi chính gia đình này. Con ra đi. Sẽ mang theo tất cả con tim và tình yêu với sự trân quý nhất của mọi người, không phân biệt ai. Nợ vật chất con trả, nhưng con xin mang theo món nợ ân tình này. Trong thời gian con phục vụ tại giáo xứ, chắc chắn đã nhiều lần và nhiều lắm những lần con vô tình hay hữu ý, vì sự giới hạn, nóng nảy hay nhiệt tình công việc, đã làm cho ai đó và nhiều người buồn, tổn thương. Xin thương bỏ qua cho con. Con mong mọi người luôn bình an. Mạnh khỏe, mọi nhà hạnh phúc, giáo xứ đoàn kết yêu thương. Xin mọi người hãy đón nhận yêu thương và cộng tác với cha tân chánh xứ của chúng ta, như mọi người đã dành cho con trước đây. Xin hãy làm rạng danh Chúa qua tâm tình yêu mến và hiệp thông với giáo hội, cũng như góp phần xây dựng địa phương, quê hương là ngôi nhà chung của chúng ta. Xin Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con. Con đến giáo xứ mới, ắt hẳn có muôn vàn khó khăn, nhưng con tin vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, và có gần 3.700 con tim yêu thương nơi gia đình này, và còn nhiều con tim là các vị ân nhân, thân nhân, gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành với con, sẻ chia và nâng đỡ cho con. Con tự tin và vững bước trong thánh ý và đường lối của Chúa. Một lần nữa, con xin tri ân quý Đức Cha, quý Cha Quản Hạt, các đấng bậc, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, quý chức cộng đoàn, quý chức gia đình và hết thảy cộng đoàn. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta luôn yêu thương, đổ tràn mọi phúc lành cho các đấng và cho hết thảy quý vị. Trong việc tổ chức, đón tiếp, không tránh khỏi những thiếu sót, con mong tất cả mọi người thương bỏ qua cho giáo xứ chúng con. Sau thánh lễ, con kính mời quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý khách, quý ân nhân và mọi người ở lại chung chia với con trong bữa cơm rất xúc cảm và ý nghĩa này. Ngày thứ sáu tới đây, con về giáo xứ mới. Con cũng mong mọi người hiện diện với con, cầu nguyện chia sẻ cho con và dùng cơm với con tại nơi giáo xứ mới. Con xin trân trọng
Trọng kính chào chánh xứ Du Xe. Kính thưa quý vị, gia đình bà cố và quý vị khách quý, quý ân nhân và quý cộng đoàn. Con xin được đại diện cộng đoàn giáo xứ Núi Đỏ bày tỏ đôi lời với cha Du Xe chánh xứ Núi Đỏ của chúng con. Trước hết, cộng đoàn giáo xứ chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ân lành Chúa thương ban khi Ngài yêu thương chăm sóc đoàn chiên này qua các vị mục tử của Chúa. Kính thưa cha chánh xứ Du Xe, chúng con đang hiện diện quây quần bên cha tại thánh đường giáo xứ Núi Đỏ thân thương này. Con xin được bày tỏ tấm lòng và những lỗi lòng của gia đình giáo xứ chúng con. Hôm nay thánh lễ tạ ơn tri ân của cha để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn và tri ân quý vị khách quý, quý ân nhân, thân nhân gần xa, các thân hữu và toàn thể bà con giáo dân. Trong bầu không khí tràn ngập nhiều cung bậc cảm xúc này, con cũng rất xúc động khi nghĩ về biết bao ân lành mà Thiên Chúa đã ban và những tình yêu quý của tất cả quý vị dành cho cha và cộng đoàn giáo xứ trong suốt hơn 9 năm cha về đây, kể từ ngày 23 tháng 9 2015. Cha thi hành sứ vụ mục tử tại giáo xứ chúng con với tấm lòng yêu thương, quý mến bà con giáo dân, với sức trẻ tràn đầy sự nhiệt thành, quảng đại, hy sinh và sự không cống hiến không ngừng nghỉ từ ngày cha đến với chúng con. Những ngày cuối cùng này khi cha sắp chuyển đi nơi khác, cha vẫn mang ngọn lửa nhiệt thành đó cùng với bao trăn trở suy tư và gấp rút hoàn thành những công việc còn dang dở và tu sửa những hạc mục còn lại cho trọn vẹn trước khi ra đi. Tấm lòng mục tử đó chúng con cảm nhận được về sự chân tình lòng quảng đại yêu thương nơi cha rất nhiều. Cha về đây đã giúp giáo xứ chúng con thay đổi về mọi lĩnh vực, từ cơ sở vật chất đến tinh thần. Quan trọng nhất là cha đã xây dựng giáo xứ chúng con thành một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất. Và với đức tin của bà con giáo dân chúng con ngày càng triển nở, dù cũng còn nhiều một số điều giáo xứ chúng con chưa trọn vẹn như lòng cha mong ước. Thời gian đầu nhận xứ với biết bao bộn bề khó khăn trong giáo xứ, từ đời sống đức tin, xây dựng các hội đoàn, đến cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, cha đã hoàn toàn tín thác vào Chúa, đón nhận giáo xứ chúng con, chấp nhận hy sinh gian khó để đoàn chiên nơi giáo xứ Núi Đỏ được thăng tiến. Cha đã thêm lời cầu nguyện và cổ võ lòng đạo đức trong cộng đoàn. Nhờ vậy mà giáo xứ được thay đổi tốt hơn qua từng ngày. Chúng con chỉ biết rằng trong tương lai, chúng con cũng sẽ cố gắng tiếp tục không ngừng phát triển từ những gì cha đã tạo nền móng vững chắc cho chúng con. Nhờ tình thương và lời giảng dạy của cha, đức tin và đời sống đạo trong giáo xứ luôn lớn mạnh và thay đổi từng ngày. Các hội đoàn được củng cố lớn mạnh. Kể từ đó, giáo xứ được sang một trang mới. Song song với việc củng cố đức tin cho cộng đoàn, cha còn để lại cho chúng con nhiều bài học về cách tổ chức xây dựng hội đồng mục vụ, các hội đoàn phục vụ trong yêu thương. Cha đã kết tình thân hữu và kêu gọi quý ân nhân, quý bà con giáo dân xa gần. Cha đã thể hiện trọn vẹn sự quý mến, trân trọng đối với các bên liên quan đến công việc xây dựng và còn hơn thế nữa. Nhờ vậy mà mọi việc và mọi sự đều thành công tốt đẹp như ngày hôm nay. Trong đó có việc xây nhà giáo lý cho các em thiếu nhi là tương lai của giáo xứ, sửa sang nhà thờ, xin lại đất cho giáo xứ và nhiều công việc quan trọng khác. Nếu không có cha, chúng con không bao giờ làm được. Cha Du Xe yêu quý, vâng, đến hôm nay cha đã hoàn thành sứ vụ mục tử tốt đẹp tại nơi đây. Chúng con nhớ lại ngày 23 tháng 9 năm 2015, cộng đoàn giáo xứ chúng con hân hoan đón nhận cha về làm cha tân chánh xứ. Lúc bây giờ trong tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân đức cha giáo phận, thì hôm nay chúng con cũng trong tâm tình này tiếp tục tri ân cha rất nhiều. Dù con cũng không biết dùng lời nào để tả cho hết tâm tình này. Ơn nghĩa và sự yêu thương ấm áp của cha dành cho chúng con, không biết nói sao cho đủ. Không bao giờ mà một mỗi trái tim từng người chúng con. Từ khi cha về nơi giáo xứ chúng con, những tháng năm đầu đời, biết bao hoài bão của đầu đời linh mục chánh xứ
Cha đã cống hiến biết bao công sức dành cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin mãi khắc ghi công ơn của cha và tri ân cha. Chúng con mãi mãi nhớ cha trong lời cầu nguyện hàng ngày. Kính thưa cha, chúng muốn dùng cha trong sứ vụ mới. Giáo hội cần cha đến nơi khác để tiếp tục cuộc hành trình đời linh mục. Chúng con chỉ biết vâng phục cha bề trên và nói lời chia tay cha. Chúng con biết trong sứ vụ mới vẫn sẽ đem lại nhiều lợi ích giáo hội cho cộng đoàn dân Chúa nói chung. Chúng con xin Chúa thương ban thêm nhiều ơn lành của Ngài xuống trên cha, giúp cha chu toàn mọi sứ vụ được giao phó. Kính thưa cha, vâng lời bề trên cha phải rời xa chúng con. Nhưng những lời giảng dạy, những tâm tình mục tử cùng với hình bóng thân thương và biết bao công việc cha đã dành cho cộng đoàn giáo xứ còn in đậm trong tâm trí và trái tim mỗi người chúng con. Chúng con xin hiệp hành cùng với cha trong sứ vụ mới bằng lời cầu nguyện và con tim yêu thương. Cha yêu quý, chắc hẳn rằng trong 9 năm 27 ngày tới đến ngày hôm nay, có rất nhiều điều chúng con làm cha buồn phỏi, phiền lòng và có nhiều điều thiếu sót với cha cách này cách khác. Kính mong cha bỏ qua cho chúng con. Xin cha tiếp tục yêu thương, cầu nguyện và chia sẻ giúp chúng con luôn thăng tiến mọi mặt. Chúng con luôn chào đón và mong cha trong tất cả mọi dịp mà cha có thể đến trở về với chúng con. Một lần nữa chúng con xin tri ân quý đức cha giáo phận, cha quản hạt, quý dì, gia đình bà cố, quý ân nhân gần xa, quý khách, quý bà con cô bác xa gần đã luôn dành sự yêu ái, yêu thương trân trọng đến với cha Du Xe và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Đặc biệt hôm nay hiện diện trong thánh lễ tạ ơn cha xứ chúng con, một lần nữa con xin bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ sâu sắc. Gia đình giáo xứ núi đỏ xin trân trọng ghi khắc và tri ân cha chánh xứ chúng con rất nhiều. Với tất cả sự chân quý lòng thành và biết ơn cha, trong giờ phút này giáo xứ chúng con có bao hòa tê thắm cùng chút quả mọng nói ghém tất cả tâm tình chịu mến tri ân kính dân cha, xin cha vui nhận. Hai tiếng cảm ơn cùng dâng lên trong mỗi giây tình thơ, ngàn có tiếng chung niềm cảm mến đến muôn đời không hề nhạt phai. Cùng hòa lên hai tiếng cảm ơn cùng dâng lên trong mỗi giây tình thơ, ngàn có tiếng chuông niềm cảm mến đến muôn đời không hề nhạt phai.